Thưa quý vị và các bạn, đột nhập vào nhà bằng cách phá khóa là điều mà kẻ trộm hay làm. Việc này càng trở nên dễ dàng hơn khi các gia đình sử dụng phải những ổ khóa kém chất lượng. Để bảo vệ nhà cửa, tài sản trước các đối tượng xấu thì việc sở hữu những bộ khóa an toàn, bảo mật cao là điều vô cùng cần thiết. Do đó làm thế nào để lựa chọn những bộ khóa an toàn và thông minh cho mỗi gia đình được rất nhiều người quan tâm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Những ổ khóa giả kém chất lượng như thế này thì chỉ cần 1 đến 2 giây, kẻ gian đã có thể mở tung mà không cần đến chìa khóa. Chính vì lý do này mà hiện nay nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng các mẫu khóa hiện đại thông minh có độ an toàn và bảo mật cao. Khi mà anh chuyển nhà đến đây, ấy, cái khóa cửa thì của họ lắp là một loại khác. À, ở bên bên tầng 3, bên tòa bên kia có cái chữ Prado mà rất là đẹp ở trên cửa kính. Thế anh thấy cả số điện thoại thì anh vô tình anh gọi thôi khi sang là gặp bạn tên là Thọ thì bạn ấy là giới thiệu bạn ấy là chủ của công ty bên đó thì bạn ấy giới thiệu cho mình khoảng 10 loại khóa thì mình chọn lấy một loại thì bạn như bạn ấy nói là loại này là bây giờ đang ở phổ thông Thì thực tế là một khóa mà vân tay là mình chưa sử dụng bao giờ và mình cũng không biết Thế khi mà bạn ấy giới thiệu xong mình bảo ơ cái này hay quá vừa mở vân tay vừa dùng mã vừa dùng bằng thẻ vừa dùng bằng chìa. Như vậy là trong bốn cái lựa chọn đấy là mình có thể giải quyết được một trong bốn cái đấy là rất là tiện. Khóa thông minh Prado là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Prado Smart. Khóa thông minh Prado là các mẫu khóa an toàn, thông minh, khóa tích hợp các tính năng hiện đại như sử dụng vân tay, mật mã, thẻ từ, smartphone hay nhận diện khuôn mặt để mở khóa và cả chìa khóa cơ như khóa truyền thống. Khóa có thiết kế sang trọng đa dạng phù hợp với mọi không gian kiến trúc như chung cư, căn hộ mặt đất, biệt thự, an toàn, tiện lợi, dễ thao tác và tiết kiệm thời gian. bề mặt khóa sử dụng công nghệ mạ cao cấp sáng bóng, bền đẹp, chắc chắn và chịu được sự ăn mòn. Để nói về khóa thông minh Parado thì đây là một thương hiệu mà tôi đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để tìm hiểu và nghiên cứu trước khi đưa ra thị trường. Đầu tiên để nói đến chất liệu của thân khóa thì khóa thông minh Parado luôn sử dụng những hợp kim rất là cứng như hợp kim kẽm hợp kim inox hoặc hợp kim nhôm và sử dụng công nghệ mạ mới hiện đại nhất để đảm bảo khóa được bền đẹp sáng bóng theo thời gian lõi khóa được làm bằng inox sbs 304 rất chắc chắn đảm bảo được an toàn khi sử dụng còn về công nghệ các khóa của prado luôn cập nhật những công nghệ hiện đại bảo mật an toàn như vân tay mật mã thẻ từ chuông hình nhận diện khuôn mặt quản lý smartphone tiến tới đồng bộ toàn hệ thống nhà thông minh trong tương lai Đặc biệt chú trọng vào nhu cầu của khách hàng, chế độ bảo hành và chất lượng của sản phẩm. Vì vậy, bà Prado đã và đang chinh phục được nhiều khách hàng khó tính, dần trở thành sự lựa chọn thiết yếu của mỗi gia đình. Hiện nay, người tiêu dùng có thể tìm mua các sản phẩm của Prado tại showroom. Địa chỉ tầng 3 Shop House P1, tòa nhà Imperia Plaza 360 Giải Phóng, phương Phước Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hoặc qua website pradospa.vn pet khóa thông minh prado shopee và lazada